Xin kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Có lẽ đây là một trong số những chiếc xe mà chạy cực kỳ ít so với thị trường Việt Nam của chúng ta. Chiếc này của em là Eco, sản xuất năm 2014. Một chủ sử dụng từ đầu, xe thì vô cùng giữ gìn. Xe này mới chạy được có 2 vạn km thôi. Thật sự là rất là mới. Mà khi mà em nhận được cái thông tin ấy, thì em giống như mọi người đang nghe này, bảo tại sao 2014, làm gì có cái chuyện 2014 mà chạy 2 vạn km, có nhầm không hay là 20 vạn đó. Hỏi đi hỏi lại, chắc chắn là 2 vạn, tức là 20.000 km. Thật sự là xe nó còn rất là mới, từ nội thất, ngoại thất cho đến lốp còn zin theo xe, một chủ sử dụng từ đầu, full lịch sử bảo dưỡng hãng, cứ 2 năm đi hãng một lần, mỗi lần có 5.000 cây. Thật sự là xe nó quá là ít, đi rất ít, xe nó còn quá mới. Sơn zin của nó còn rất nhiều đó. Ở cái đời này ấy, thì nó cũ, nhưng mà nó cũ là vì sau 6-7 năm rồi thì nó cũ theo thời gian, nó cũ theo hao mòn, chứ nó không phải là cũ theo cái dạng mà đi nhiều quá nó cũ nó xấu đâu. Thật sự với mọi người, chiếc này nó là một trong số chiếc siêu phẩm, quá là mới luôn, sản xuất 2014, lốp zin theo xe vẫn còn rất rất dày, mọi người có thể thấy được này đó. Rất dày, xe còn lốp zin theo xe luôn, thật sự là quá là mới. Nhưng mà có một điều chia sẻ với quý anh chị một chút, thì chiếc này em lại nhận cọc ngay trên lồng rồi. Tức là khi mà xe em mua được thì em có thể bên em đã giao bằng hình ảnh ở trên các trang mạng xã hội như là Facebook, Zalo, rồi YouTube này, giao bằng hình ảnh trước rồi, thì khách hàng nhìn thấy và tin tưởng đặt cọc luôn. Đó, bên em những cái dòng mà nó đẹp như này ấy, thì tất nhiên nói thật với anh chị là không mua được rẻ đâu ạ. Giá thì tất nhiên nó sẽ phải cao so với thị trường, tại vì là bản thân mình đi mua ấy, mình không thể mua rẻ được, tại vì nó còn quá đẹp. Em thà là mua những chiếc 2014 mà nó chạy ít như thế này, nó còn đẹp như thế này, còn hơn là mua những chiếc 2015, 16 mà nó chạy nhiều. Thì chiếc này là một trong số những chiếc xe có thể nói là ấn tượng đấy ạ. Chạy cực ít và sơn zin của nó còn rất nhiều so với những chiếc mà cùng trong cái loạt với nó, thì chiếc này có lẽ là quá mới. Với cả cơ bản là em chạy thử ấy, máy của Eco thì thường thường khi mà sang số ấy, nó thường hay bị giật, nhưng mà chiếc này của em thì không hề giật một chút nào, nó rất là êm và mượt, không giật một chút nào luôn ạ. Trong cái tầm tiền của chiếc Eco khi mà nó bắt đầu ra đến ra mắt ở thị trường Việt Nam ấy, năm 2014-15 thì gần như là không có sự lựa chọn nào hoàn hảo hơn trong cái phân khúc này, vì là ở cái tầm tiền này thì Eco một mình một sân, có thể nói là như gọi nôm na một chút là gầm cao nhá mọi người nhá. Chiếc xe gầm cao mà thời điểm đó chỉ có hơn 500 triệu thôi thì không có xe nào hơn đâu ạ. Và xe này được bình chọn là một trong số những chiếc xe mà bán chạy nhất cái thời điểm năm 2014-15, cũng như là hợp lý nhất đó. Ghế zin nguyên bản, mọi người có thể thấy được chiếc xe này vừa ra đến Hà Nội thôi còn nguyên bản. Đó, ghế này như thế này là rất là đẹp rồi, so với cùng đời, cùng phân khúc. Đó, có cửa sổ trời đầy đủ. Đó. Đấy, bác chủ bên kia thì bác ấy đang xem xe rồi. Xe thì ra cái là gọi bác ấy đến xem luôn, thực tế luôn. Xe có như nào thì bác ấy đến xem luôn. Những cái nhựa này nó không hề bị xước sát một chút nào, mọi người có thể thấy được. Còn rất là mới, còn nguyên bản hết. Đồng hồ thì 2 vạn km. Đó, có 2 vạn km thôi, rất là mới, 2 vạn zin nhá mọi người nhá, km zin, không hề tua. Khi mua ra cái là quay thực tế luôn và gọi bác chủ đến xem thực tế luôn. Mọi người có thể thấy được này. Tháng 12 năm 2020 mà xe bảo dưỡng ở 14.000 km. Đó. Tức là 1 vạn tư của 10 tháng trước là 1 vạn tư. Đó. Đây bây giờ tháng 10, bây giờ tháng 12 năm ngoái này. Đó. 10 tháng trước mà chạy 1 vạn tư, đến bây giờ 10 tháng sau chạy có 6.000 km. Thật sự nó là quá là mới luôn. Nó là một siêu phẩm. Chiếc xe này thì em mua được của một bác chủ cũng khá là điềm tĩnh và nhẹ nhàng, đơn giản, không lắp thêm đồ chơi gì cả. Bác cũng là một người thường xuyên theo dõi cái kênh YouTube này của em. Thì em cũng có đặt vấn đề ở trên với tất cả mọi người là nếu như có thể thì
nếu bán xe alo cho em sẽ giao dịch toàn quốc. Chiếc xe này em mua tại Sài Gòn mọi người nhá, giao dịch toàn quốc với tất cả quý anh chị khi mà mua xe ở bên em sẽ được đảm bảo chất lượng, xe không đâm đụng, không ngập nước, máy móc nguyên bản, mọi chi tiết đều được zin nguyên bản hết đó. Khi mà xe ra thì quay luôn và gọi luôn cho mọi người, bác chủ đến xem luôn đó. Nếu như bác nào muốn đổi các dòng ô tô đã qua sử dụng hoặc là muốn bán xe thì bên em vẫn có dịch vụ nhận mua xe toàn quốc mọi người nhá. Máy móc zin nguyên bản hết 100%, đảm bảo hết ạ. Tất cả các cái tai ốc rồi chi tiết nguyên bản, máy móc này thật sự máy nó rất là sáng. Nhìn thế này thôi nhưng nếu như bác nào có nghề, bác chuyên về ô tô hoặc là làm salon như bọn em ấy, nhìn cái chất xe nó sẽ biết ngay, xe nó rất là mới. Sơn zin thì em không dám khẳng định nhiều nhưng mà chiếc xe này rất là mới ạ. Rồi em xin nhắc lại mọi người, em có một chiếc Eco sản xuất năm 2014, một chủ sử dụng từ đầu chạy 20.000 km, nó là siêu phẩm luôn. Thật tiếc là em đã nhận cọc của anh em rồi, nên là hy vọng là hẹn các bác ở video sau nếu bác nào muốn mua chiếc xe này. Chiếc xe này thì em bán 385 triệu rồi mọi người nhá. Đó, nếu như anh chị nào có nhu cầu mua hoặc bán xe thì có thể alo trực tiếp cho em qua số điện thoại em đang để trên màn hình để trao đổi và thương lượng về giá cả. Thật sự chiếc xe này nó quá là mới luôn. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng em trong video này. Xin chào và hẹn gặp lại.